cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Bích phương có mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của trung tâm truyền giáo việt nam thực hiện tại vùng bắc virginia kính chào quý khán thính giả của đài SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay tôi hân hạnh được trò chuyện với bác sĩ Paul Đoàn Anh Sơn về cuộc đời của anh. Xin bác sĩ cho biết tại sao anh trở thành một tín đồ của Jesus Christ, trong trường hợp nào và tại sao? Dạ yeah, trước nhất tôi xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn và tôi xin chào chị. Chúa trong lòng thương xót đã kêu gọi tôi tin vào Chúa ấy Khi tôi còn là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Trường Đức Tôi nhớ uh, rõ người bạn là Đức Jacobi Một người bạn cùng ở phòng của tôi Người đã gõ cửa phòng tôi để mời tôi đến học Kinh Thánh Chính nhờ nghiên cứu Kinh Thánh về phúc âm của John Mà tôi nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi và cho mỗi người và Ngài kêu gọi tôi tin vào Ngài là vị cứu tin và là Chúa của cuộc đời tôi. Vì vậy, vào tháng 12 năm 1978, tôi đã hiến đời sống của mình cho Chúa và được làm bắp tem để nhận mình là tín đồ của Chúa Giêsu Trước khi chuyển đổi, tôi lớn lên trong Việt Nam trong một gia đình thờ cúng tổ tiên và chúng tôi cũng đi nhà thờ trong dịp đặc biệt như Giáng sinh và cũng đến chùa trong dịp đặc biệt khác tôi đã cố gắng sống một cuộc sống của một người tốt bằng cách tránh nói dối và lừa dối người khác làm tổn thương người khác mặc dù dù vậy tôi đã cố gắng sống một như vậy nhưng tôi thường cảm thấy tội lỗi vì không đạt được mục đích à, này tôi nhận ra trong bản thân mình không có gì tốt vì một hành động sai đã hủy bỏ nhiều hành động tốt mà tôi đã làm trước đó tôi bắt đầu đặt câu hỏi về mục đích của đời sống của mình ra sao. Và khi tôi tin vào Chúa, tôi đã trút bỏ những gánh nặng của mình và tìm thấy sự nghỉ ngơi trong Chúa Giêsu Christ. Thưa anh, từ khi là một người theo Chúa, anh gặp khó khăn gì và phước hạnh gì? Khi tôi tin vào Chúa và muốn uh, được làm bắp tên, cha mẹ tôi không muốn tôi chịu pháp bắp tên. Họ muốn tôi ở như như vậy. Tuy nhiên tôi đã báp têm vào một hành vi uh, của người tin của Chúa Giêsu, giống như các tín đồ xưa đã chịu phép báp têm khi họ tin. Gia đình tôi lúc đó không nói chuyện với tôi một thời gian sau khi tôi tin. Uh, cuộc sống của tín đồ là một hành trình để trở nên giống như Chúa, mỗi ngày giống như Chúa hơn. Khi tôi mới tin, nhà thờ của tôi bị chia rẽ theo cách uh, uh, dạy về kinh thánh tôi đã không phát triển xong trong đức tin của tôi may đến sau khi tôi học y học và đến kết hôn tôi mới bắt đầu lớn lên trong chúa qua việc làm môn đệ của và học ở nhà thờ tốt trong suốt thời gian này chúa đã bảo bảo vệ tôi tôi muốn đặt chúa lên hàng đầu trong đời tôi và xin chúa ban cho tôi một người vợ uh, tin kính chúa chúa đã tôn trọng yêu cầu đó lúc đó bạn gái của tôi và vợ của tôi ngày nay không phải là một người tin chúng tôi muốn kết hôn tuy nhiên chúng tôi đã có xung đột giữa hai bên gia đình đó là một phần chuyện uh, khó khăn lúc đó nhưng chúng tôi uh, trước khi uh, làm đám cưới thì có một sư giải thích phúc âm cho bạn gái của tôi uh, một tuần trước khi chúng tôi kết hôn thì cô ấy đã chấp nhận chúa là chúa của đời sống của mình cô ấy cũng cảm thấy gánh nặng đã được dỡ bỏ cô nhớ lại lời dạy của chúa chồng yêu vợ và tờ vợ tôn trọng chồng, mọi thứ liên quan đến lễ kết hôn đều diễn ra suôn sẻ sau đó. Một cách khác là làm sĩ quan trong quân đội, tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện nguy hiểm. Chúa ấy, Chúa đã bảo vệ tôi và gia đình tôi khi tôi à, đi làm công việc ở trên ở nước Iraq. Một ngày nọ, trên tên lửa được bắn vào căn cứ của tôi và rất gần khu nhà của tôi tuy nhiên nó không được phát nổ để gây ra thiệt hại nặng nề chúa cũng uh, nâng đỡ tôi lên làm cách uh, cấp bậc đại tá trong không quân hoa kỳ tôi đã có vinh dự được nhìn thấy cha tôi và con trai tôi tin vào chúa giêsu nhưng trên hết chúa đã giúp tôi biết ngài và yêu chúa mỗi ngày mỗi hơn thưa anh nếu anh có vài phút để nhắn nhủ đến người đang nghe anh sẽ nói gì? Tôi sẽ nói rằng Chúa rất yêu bạn và muốn bạn có một cuộc sống đời đời đầy đủ và đầy đủ. À, Ngài mời bạn tin vào Ngài. Ngài không muốn ép buộc bạn. Vì vậy hãy tin vào Chúa để cuộc đời à, được đầy đủ và được sự sống đời đời. Như dân chương 3 câu 16 mười 17 đã nói vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Câu Khải Quyền, chương 3, câu 20 cũng nói rằng, Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa với người ấy và người với ta. Và Giang Chương 10 câu 10 cũng nói kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiêm được sự sống và được sự sống dư dật. Và cuối cùng là Hebrew chương 3 câu 15 nói: "Trong khi còn nói rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc bạn nổi loạn." Kính thưa quý khán thính giả Đài SBTN. Vì thời gian của chúng tôi có giới hạn nên chương trình của chúng tôi xin phép được tạm chấm dứt ở đây. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng kính chào. Đời người quá mau, thân con ta từng ngày. Lời ngài là sống, con luôn mê. thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 vào lúc 11 giờ hoạt trình Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về at gmail com Bích phượng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ Sắc hoa màu nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042, mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho Thường phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc nhất hùng 301-529-5603. Bích Duyên 703 599 6043. Ban tổ chức hội ngộ Tây Ninh khung trời kỷ niệm Liên trường Tây Ninh thân ái kính mời quý phụ huynh, giáo chức và cựu học sinh tham dự buổi họp mặt Liên trường Tây Ninh vào lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Paracel Seafood Restaurant 15583 Bookhurst Street, Westminster, California 92683. Lệ phí cho mỗi người là 35 Mỹ Kim. Để tiện việc sắp xếp ẩm thực, xin quý vị vui lòng ghi danh và đóng tiền trước với Thảo Kim Lê, 4014 West 168 Street, Londell, California 90260.